Kính chào quý vị khán giả. Báo chí châu Âu ngạc nhiên là làm thế nào mà Việt Nam, quốc gia có 1.100 km đường biên với Trung Quốc là nơi khởi phát dịch bệnh, lại có thể thắng được cuộc chiến phòng chống coronavirus. Tờ Deutsche Welle của Đức bản tiếng Anh nhấn mạnh vào chi tiết là chưa có ai tử vong ở Việt Nam kể từ khi dịch bùng phát vào tháng, tháng riêng năm nay tờ báo Đức viết, ngay cả khi xem xét những con số thống kê một cách thận trọng thì cũng phải thừa nhận một điều rõ ràng là Việt Nam đã làm tốt công việc phòng chống coronavirus. Tác giả bài báo đã bỏ công tìm hiểu và cho rằng ở mấu chốt có thể là ở Việt Nam đã có chính sách cách ly nghiêm ngặt, đồng thời truy tìm tất cả những người có thể tiếp xúc với virus. Theo bài báo thì các nước phương Tây như nước Đức chỉ quan tâm đến những người bị nhiễm virus và những người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Thế còn ở Việt Nam thì điều tra cả lịch sử đi lại tiếp xúc của những người có mức độ tiếp xúc thứ hai, thứ ba và thứ tư mà ở Việt Nam chúng ta vẫn gọi là F2, F3, F4. Việt Nam được đưa ra làm dẫn chứng trong một số bài báo chê trách châu Âu chậm trễ trong phòng dịch. Tờ Yelan Postin của Đan Mạch có bài của Tổng Giám đốc một công ty xây dựng. Ông này viết, ngày 31 tháng riêng tôi và vợ đi du lịch Việt Nam, lúc đó ở Copenhagen không hề có biện pháp nào phòng ngừa virus cả. Tới Việt Nam, chúng tôi thấy một cộng đồng đã sẵn sàng, nhiều người đeo khẩu trang và thông tin chi tiết về virus được công bố rộng khắp. Khi chúng tôi trở lại Đan Mạch vào hôm 16 tháng 2, mọi chuyện vẫn bình thường và đến ngày 8 tháng 3 thì đường hàng không vẫn được duy trì bình thường giữa những vùng có dịch và Đan Mạch. Theo ông này thì có lẽ vì thế mà tới ngày 19 tháng 3, Việt Nam chỉ có 76 người nhiễm virus. Cũng hôm đó, Đan Mạch đã có tới 1.225 người trong khi dân số Việt Nam nhiều gấp 17 lần dân số Đan Mạch. Báo chí châu Âu ngạc nhiên còn vì hệ thống y tế của Việt Nam thì còn xa mới được hiện đại và rộng khắp như là ở châu Âu. Ngân sách y tế thì eo hẹp hơn. Thế vậy mà lại đang chống dịch hiệu quả hơn hẳn. Vậy nên từng biện pháp của Việt Nam đều được quan tâm. Như là đây, tờ Huuvustad Bladet của Phần Lan đưa tin, Việt Nam áp dụng cách ly bắt buộc đối với những người Việt về nước từ những vùng có dịch tất cả hành khách đều được xét nghiệm nhanh. Mẩu tin tuy ngắn nhưng không quên nhấn mạnh chi tiết quan trọng. 3 tháng đã trôi qua mà ở Việt Nam chưa có ai tử vong vì coronavirus cả. Đó là một số bài trên báo chí tuần qua. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.